Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung một bài học trong chương trình ngữ văn 9 tập 2, đó là bài Nghĩa tường minh và hàm ý. Để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay, các em cần chuẩn bị vở bút để ghi những nội dung cần thiết. Sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 2 trang 74. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý qua ví dụ sau. Trời ơi, chỉ còn có 5 phút. Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ. Anh chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Nhà họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác già. Ô, cô còn quên chiếc mùi xoa đây này. Anh thanh niên vừa vào kêu lên, để người con gái khỏi trở lại bàn. Anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. Cô kỹ sư mặt đỏ ửng nhận lại chiếc khăn và quay vội đi. Theo Nguyễn Thành Long, lặng lẽ Sa Pa. Sau khi đọc xong đoạn trích này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu câu hỏi số 1. Qua câu, trời ơi, chỉ còn có 5 phút, em hiểu anh thanh niên muốn nói điều gì? Có thể một số bạn sẽ hiểu theo cách thứ nhất khá là phổ biến. Đó là chỉ còn 5 phút nữa là anh thanh niên phải chia tay ông họa sĩ và cô kỹ sư. Ngoài cách hiểu này, có bạn nào có cách hiểu khác hay không? Chúng ta có thể hiểu theo cách thứ hai, tiếc quá không còn đủ thời gian để trò chuyện tâm tình. Theo em, cách hiểu nào phù hợp với nội dung của văn bản? Ta thấy cách hiểu thứ hai, anh thanh niên tiếc vì không còn nhiều thời gian để trò chuyện, sẽ phù hợp với nội dung của văn bản. Dựa vào đâu em khẳng định điều đó? Ta dựa vào ngữ liệu trong văn bản. Vì sao anh không nói thẳng điều đó với ông họa sĩ và cô gái? Có lẽ vì anh ngại ngùng muốn che giấu tình cảm của mình. Theo em, nghĩa của câu có được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu hay không? Ta thấy nghĩa của câu không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu. Từ đó cô khẳng định câu trời ơi chỉ còn có 5 phút là câu mang hàm ý. Vậy em hiểu thế nào là hàm ý? Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu, nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy. Chúng ta sang câu hỏi số 2. Câu nói, ô, cô còn quên chiếc mùi xoa đây này, có ẩn ý gì không? Câu nói này không có ẩn ý gì. Vậy nghĩa của câu này là gì? Anh thanh niên muốn nhắc nhở cô gái còn để quên chiếc mùi xoa. Theo em, nghĩa của câu có được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu hay không? Nghĩa của câu được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu. Vì vậy, cô kết luận câu ô, cô còn quên chiếc mùi xoa đây này là câu mang nghĩa tường minh. Em hiểu thế nào là nghĩa tường minh? Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu. Chúng ta vừa phân biệt xong nghĩa tường minh và hàm ý. Các em có thể đọc thầm lại phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 75. Sau đây, chúng ta sẽ đi tìm hiểu điều kiện sử dụng hàm ý trong sách giáo khoa trang 90. Chị Dậu vừa nói vừa mếu. Thôi U không ăn, để phần cho con.
con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa thôi. U không muốn ăn tranh của con cứ ăn thật no, không phải nhường nhịn cho U. Cái Tý chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại và hỏi bằng giọng lúng cuống. Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu? Điểm thêm vài giây đứt nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa. Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. Cái Tý nghe nói dãy nãy, giống như sét đánh bên tai, nó liện củ khoai vào rổ và òa lên khóc. U bán con thật đấy ư, con vai ngu, con lại u, con còn bé bỏng, u đừng đem bán con đi, tội nghiệp. U để cho con ở nhà chơi với em con. Ngô Tất Tố tắt đèn. Cho cô biết, đoạn trích này có mấy câu in đậm? Ta thấy có hai câu in đậm trong đoạn trích này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hàm ý của hai câu in đậm này. Câu thứ nhất, con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa thôi. Hàm ý là gì? Sau bữa ăn này, con không còn được ăn ở nhà với thầy mẹ và các em nữa, mẹ đã bán con. Câu thứ hai, con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. Hạt có hàm ý là gì? Mẹ đã bán con cho nhà cụ Nghị thôn Đoài. Theo em, tại sao chị Dậu không nói thẳng điều này với con mà phải dùng hàm ý? Chúng ta thấy việc chị Dậu bán con cho nhà cụ Nghị thôn Đoài là một việc làm hết sức là đau lòng. Chính vì vậy, chị Dậu không muốn nói thẳng điều đó nên mới dùng hàm ý. Trong hai câu in đậm này, câu nào mang hàm ý rõ hơn? Đó là câu con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. Tại sao chị Dậu lại phải dùng câu nói rõ hơn như vậy? Bởi vì ở câu thứ nhất, Cái Tý chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ. Theo em, ở câu thứ hai, Cái Tý có hiểu hàm ý trong câu nói của mẹ hay không? Chi tiết nào thể hiện điều đó? Ta thấy ở câu thứ hai, Cái Tý đã hiểu được hàm ý trong câu nói của mẹ. Chính vì vậy, Cái Tý nghe nói dãy nãy và òa lên khóc. Các em quan sát tiếp theo ví dụ. Ví dụ này yêu cầu chúng ta làm gì? Thứ nhất, điền một câu vào lượt lời của B. Thứ hai là phải mang hàm ý từ chối. Câu trả lời của các em là gì nào? Câu trả lời gợi ý của cô như sau. Mình phải ở nhà trông em. Dựa vào câu trả lời của B, chúng ta rút ra được điều kiện của việc sử dụng hàm ý đối với người nói và người viết, đó là có ý thức đưa hàm ý vào câu nói. Theo em, A có hiểu hàm ý trong câu nói của B hay không? Ta thấy A hiểu được hàm ý từ chối trong câu nói của B nên mới đáp lại rằng đành vậy. Từ đó, ta rút ra được điều kiện thứ hai trong việc sử dụng hàm ý, đó là đối với người nghe và người đọc cần phải có năng lực giải đoán hàm ý. Vậy theo em, có mấy điều kiện để sử dụng hàm ý, đó là những điều kiện nào? Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 91 và đọc thầm phần ghi nhớ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần luyện tập. Đầu tiên đó là bài tập số 1 sách giáo khoa trang 75. Các em đọc thầm câu A và cho cô biết yêu cầu của câu A là gì. Chúng ta thấy trong câu A có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, câu nào cho thấy họa sĩ cũng chưa muốn chia tay anh thanh niên? Yêu cầu thứ hai,
Từ ngữ nào giúp em nhận ra điều ấy? Các em quan sát lại đoạn trích. Tìm cho cô câu nào cho thấy nhà họa sĩ chưa muốn chia tay anh thanh niên. Đó là câu nhà họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy. Tìm cho cô chi tiết nào thể hiện điều đó. Đó chính là cụm từ tặc lưỡi. Câu B. Xác định yêu cầu trong câu B. Câu B có hai yêu cầu. Thứ nhất, tìm những từ ngữ miêu tả thái độ của cô gái trong câu cuối đoạn văn. Thứ hai, thái độ ấy giúp em đoán ra điều gì liên quan tới chiếc mùi xoa. Các em chú ý những từ ngữ được in đậm màu đỏ. Quan sát lại một lần nữa đoạn trích sau. Cho cô biết câu cuối của đoạn văn là câu nào? Đó là câu cô kỹ sư mặt đỏ ửng nhận lại chiếc khăn và quay vội đi. Tìm từ ngữ chi tiết thể hiện thái độ của cô gái trong câu cuối này. Từ ngữ miêu tả thái độ của cô gái trong câu cuối đó là mặt đỏ ửng nhận lại chiếc khăn, quay vội đi. Vậy em đoán được điều gì liên quan tới chiếc mùi xoa qua chi tiết này? Chúng ta có thể đoán được cô gái đang bối rối đến vụng về vì ngược. Cô định kín đáo để lại chiếc khăn làm kỷ vật cho anh thanh niên. Nhưng anh thanh niên quá thật thà tưởng cô bỏ quên nên gọi cô để trả lại. Chúng ta sang đến bài tập số 2. Các em đọc thầm bài tập số 2 và cho cô biết yêu cầu của bài tập số 2 là gì. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta tìm hàm ý của câu in đậm. Các em đã thấy được câu in đậm trong đoạn trích này chưa? Đó là câu tuổi già cần nước chè, ở Lào Cai đi sớm quá. Vậy, hàm ý của nó là gì? Hàm ý, ông họa sĩ già chưa kịp uống nước chè. Tiếp theo, chúng ta đến bài tập số 3. Đọc thầm bài tập 3 và cho cô biết yêu cầu của bài tập 3. Bài tập 3, chúng ta thấy có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là tìm câu chứa hàm ý. Yêu cầu thứ hai là xác định nội dung của hàm ý đó. Các em thấy, trong đoạn trích này có hai câu nói của bé Thu. Theo em, câu nào chứa hàm ý? Câu chứa hàm ý đó là cơm chín rồi. Vậy câu này mang hàm ý là gì? Hàm ý, ông vô ăn cơm đi. Bé Thu tránh gọi tiếng ba. Tiếp theo, chúng ta đến bài tập số 4. Xác định cho cô bài tập số 4 gồm có những yêu cầu nào? Có hai yêu cầu. Câu in đậm có chứa hàm ý không? Và vì sao? Các em đọc thầm đoạn trích A và tìm cho cô câu in đậm. Ta thấy trong câu A, câu in đậm là hà, nắng gớm về nào. Vậy câu này có hàm ý không? Vì sao? Ta thấy câu này không chứa hàm ý. Ông hai chỉ đánh trống lảng, cố ý nói sang chuyện khác, tránh đề tài đang bàn. Đó là làng Chợ Dầu theo giặc. Quan sát đoạn trích B và tìm cho cô câu in đậm. Đó là câu tôi thấy người ta đồn. Vậy câu này có chứa hàm ý hay không? Vì sao? Ta thấy câu này không chứa hàm ý, mà là câu nói dở dang của bà hai, chưa nói trọn ý hoặc không muốn nói ra hết ý. Vậy cô đã giúp các bạn tìm hiểu xong bài nghĩa từ minh và hàm ý.
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em học tập thật tốt.